chào các bác. Hôm nay là phiên chợ rằm tháng 7 đấy. Phôi xanh này kinh nhỉ. Đông những cảnh rằm. Hai cái quả si siêu mini. To dườm dài quá. Lấy chuyện. Tường vi. Trời. À, cái phôi xanh kìa. Ui, củ này. Đây, siêu thủy này, hay này. Sửa lại cái dáng này để cái bể đẹp giờ này nó không được hợp lý cho nhiều cây quá cô nhỉ. Thằng mà hôm chụp kìa. Ừ. Bán được cái nhỉ. Thì nó cứ lấy nó bán cho người ta bằng nào là việc của nó. À. Bán cho nó thôi. Mấy cây hay. Cháu lại không kinh doanh để sắp tới xem nào. Kinh doanh nó tung lên mạng này. À. Xong là nó thằng nọ nó giới thiệu thằng kia xong rồi mày lại quen với đi bọn taxi ấy. Xong rồi nó đi chở khách. À. Có khi phải thế đấy nhỉ. Lại một thằng taxi liền chuyên dẫn khách đến cho thằng ấy. Đấy. Cái thằng ấy là cái thằng ấy ăn chia nhau. À là ông đấy cháu. Đấy thì ông nào thích thì cháu bảo đến cô mà lấy hoặc là gửi cháu cho lấy giúp. Là tao lại bán cho mày. Thì mày lại bán bằng nào kệ mày nhưng mà nó không nhiều cho chúng nó lắm mà cháu bán. Thì cháu thì cháu trả lấy của anh em bởi toàn là bạn. À, lấy giúp thôi. Của ai đâu nó chỉ lấy của đảng. Vâng. Việc của tao nó cứ hợp lý. Rồi. Rồi. Mà ở đây thì cái chợ thì có mỗi cô chứ có ai mấy đâu. Đây thì tao. Đây các bác. Cô ấy bán đắt hàng lắm. Đấy, bao nhiêu cái đây? Đây á. Đây. Cái nào? 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 Nhiều cây quá. Trước đấu giá Hải Phòng cái si nó ná này mà mấy trăm hơn trăm triệu.
Thế đi buôn đi bán gọi là có tí công để bán mở hàng nó nhanh nhỏ tí cho người ta nhờ cái kia này. Đấy các bác, bác nào mà tin tưởng thì cứ nhờ tôi lấy giúp, tôi không hơn kém gì đâu, chỉ là mục tiêu là phục vụ các bác đấy, chứ tôi không kinh doanh. Sang này quay cho rõ, bên này kia đông người quá, tí quay lại. Trăm rưỡi bằng cây kia. Rồi cây nào bằng cây nào thì tình chết thôi. Thì thôi. À, cái bắt cây như thế rồi thì mình bảo để bắt lấy chuyện em cây nữ rồi để giả em rẻ thế. Thôi bao giờ bây giờ có bán không đồng này? Đấy, mà cả các bác mua bán là phải bằng cả. Bởi vì tôi thấy cây hay quá. Hãy subscribe
Sơn Liễu. Hãy chở cái muôn đèn kìa quái. Cái môn này đẹp quá nhỉ. Đây là góc cuối chợ. Góc cuối của chợ nha. Góc này thường nó vắng hơn nhưng mà lại giá cả nó rẻ hơn. Đây là mấy cây của thằng bạn, bạn thân nhé. Thì các bác có thích thì ở em cây Nam Điền nhé, cây Nam Điền ba thân này. Xanh bản phong, xương phôi của nó nhá. Mấy cái xanh mini nhá, cây này hay này. Vâng, thì cây nào lấy cho nha, giá cực rẻ. Gốc cẩm thị. Gốc cẩm thị. Gốc cẩm thị. Phiên chợ nó khá là vắng, cho nên là người ta dọn hàng sớm lắm, nghỉ sớm để đúng giờ. Đây Nam Điền đấy, Nam Điền ra Vàng Hưng.